Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2021, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính sau đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng chống COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách theo chỉ thị 16 đến cuối tháng 9. Anh xem xét tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 13 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ thuộc hỗ trợ điều trị COVID-19 từ Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Hải Anh. Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Hải Anh đã hỗ trợ 170 hộp thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 với tổng trị giá 150 triệu đồng. Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận cảm ơn tình cảm, tinh thần vì cộng đồng của Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Hải Anh, đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần để cùng cả tỉnh chung sức, chung lòng đẩy lùi dịch bệnh. Ngay sau buổi tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kịp thời bàn giao sổ thuốc trên cùng với một số mặt hàng mà đơn vị đã kêu gọi ủng hộ như quần áo bảo hộ, mặt nạ thở oxy cho khu cách ly điều trị COVID-19 tại trường Cao đẳng Luật miền Trung để góp phần phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Chung tay với chính quyền thị xã Ba Đồn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất nhưng vẫn chăm lo ổn định đời sống cho người lao động của đơn vị. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn không quên chia sẻ trách nhiệm cộng đồng xã hội, lan tỏa hình ảnh đẹp về sự đoàn kết, quan tâm, chung tay cùng với cả cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã trong phòng chống dịch. Trong những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã tiếp nhận gần 260 triệu đồng tiền mặt để ủng hộ công tác phòng chống dịch trên địa bàn thị xã của các doanh nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn ủng hộ vật tư y tế, lương thực, thực phẩm tại các khu cách ly và các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn. Dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội. Vì vậy, các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã chung sức đồng lòng vượt khó, duy trì hoạt động sản xuất vừa để tăng nguồn thu, vừa để tạo việc làm ổn định cho công nhân, người lao động, góp phần phát triển kinh tế vững chắc cho địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định thành lập các khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, gồm các địa điểm: trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhà nghiệp vụ phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cửa hàng Thủy Truyền, khu nhà nghỉ Cha Lo thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Hưng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, thành lập khu cách ly y tế để kịp thời triển khai cách ly tập trung theo quy định với lực lượng tham gia phục vụ khung, gồm 13 cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 2 cán bộ của Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa. Các cơ quan đơn vị được giao chuẩn bị cơ sở cách ly y tế tập trung, có trách nhiệm bố trí cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để thực hiện cách ly y tế theo phương thức 4 tại chỗ. Xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, phục vụ sinh hoạt ăn ở, đảm bảo an ninh trật tự và chăm sóc y tế đối với các trường hợp cách ly y tế tập trung theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng vừa có quyết định thành lập khu lưu trú cho cán bộ nhân viên y tế tham gia điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thành lập khu lưu trú cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh tại khách sạn White Rose có địa chỉ tại số 1 đường Lý Nam Đế, phường Đông Phú, thành phố Đồng Hới với 23 phòng, 40 giường. Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh quản lý vận hành khu lưu trú cho cán bộ nhân viên y tế, đồng thời bố trí xe chuyên dụng đưa đón nhân viên y tế của bệnh viện, đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch. 6 giờ ngày 14 tháng 9, Quảng Bình tiếp tục công bố 34 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc từ trước đến nay là 1.304 ca. Cả ca mới được công bố đều nằm trong khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh, trong đó 10 ca ở thành phố Đồng Hới ở các xã, phường Bắc Nghĩa, Bắc Lý, Bảo Ninh, huyện Bố Trạch 8 ca thuộc các xã Đồng Trạch, Đức Trạch, Hải Phú, Nhân Trạch, Thanh Trạch, 1 ca ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa và 15 ca được phát hiện tại cả khu cách ly tập trung. Trong 24 giờ qua, có thêm 23 bệnh nhân được xuất viện. Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 14 tháng 9, Quảng Bình đã có 298 bệnh nhân đã được chữa khỏi và xuất viện. 1.006 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Toàn tỉnh đã có 97.730 người được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó, 43.612 người đã được tiêm đủ 2 mũi. Trong những ngày vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho các nhóm đối tượng thuộc diện ưu tiên trên địa bàn.
Các đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine gồm lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19, công an, bộ đội, các cơ quan hành chính, người lao động tại các nhà hàng, khách sạn, kinh doanh, du lịch, vận tải, công nhân các khu công nghiệp, ngân hàng, bưu điện, người dân sống gần các chốt phòng dịch, các chức sắc, chức việc, tôn giáo. Để đảm bảo trong quá trình tổ chức tiêm phòng, Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc cho trạm y tế xã Quảng Phú làm địa điểm tiêm chủng trên toàn địa bàn. Trước và sau khi tiêm, các đối tượng được đội ngũ cán bộ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch khám sàng lọc, tư vấn, theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Hoạt động tiêm phòng diễn ra an toàn, đảm bảo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Trong 4 ngày qua, Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch đã tiêm được 2.196 liều vaccine cho các đối tượng. Tính đến nay, toàn huyện Quảng Trạch đã có 4.564 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có 4.131 người đã hoàn thành tiêm mũi 2. Cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, việc thu gom vận chuyển, lưu trữ và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch COVID-19 đã và đang được huyện Tuyên Hóa quan tâm triển khai thực hiện. Từ ngày 8 tháng 6 năm 2021 đến nay, khu cách ly tập trung của huyện Tuyên Hóa đã đón trên 50 đợt công dân từ các vùng có dịch về cách ly với số lượng 533 người. Các lực lượng chức năng tại khu cách ly thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, vận động các công dân ở đây tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, phòng chống dịch bệnh. Các loại rác thải là đồ dùng của công dân được tập hợp riêng bỏ vào thùng rác có dán nhãn, chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 và giao cho xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa chở đi tiêu hủy. Hàng ngày là cán bộ chiến sĩ chúng tôi làm nhiệm vụ ở đấy thì là cũng là thường xuyên là thu gom rác thải trong ngày và là tuyên truyền với bà con là thu gom rác thải và phân loại rác thải theo hai thùng riêng. Thùng vàng thì để rác thải y tế có nguy cơ lây nhiễm, còn thùng tránh là để cho bà con là bỏ các cái rác thải là bình thường, và là mỗi lần là thu gom rác thải xong thì chúng tôi là đều là xử lý hóa chất để phun khử khuẩn. Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa đã chủ trọng công tác phân loại, thu gom và xử lý rác thải y tế nói chung, rác thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 nói riêng. Theo đó, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải y tế với Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa để xử lý chất thải theo đúng quy trình công nghệ xử lý chất thải y tế. Trong thời gian qua, Trung tâm Y tế Tuyên Hóa đã chỉ đạo các khoa phòng, đặc biệt là các cán bộ y tế đi lấy điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn, làm tốt công tác thu gom và xử lý chất thải y tế. Trong thời gian tới, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Y tế Tuyên Hóa thì tiếp tục chỉ đạo các khoa phòng, các trạm y tế cũng như phối hợp với các đơn vị có liên quan trên bàn thực hiện tốt công tác thu gom, phân loại và xử lý các chất thải y tế, đặc biệt là chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn Tuyên Hóa để làm tốt hơn công tác phòng chống dịch bệnh, để tránh tình trạng lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn Tuyên Hóa. Theo thống kê mới nhất của Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa, từ ngày 8 tháng 6 đến nay, gần 300 kg rác thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 được thu gom tại các cơ sở y tế và các khu vực cách ly trên địa bàn huyện. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các khu cách ly và các cơ sở y tế trong toàn huyện đã và đang được Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm không gây phát tán mầm bệnh trong quá trình xử lý, cũng như an toàn cho người cách ly, nhân viên quản lý, người tham gia quản lý chất thải. Trong quá trình thu gom thì được vận chuyển bằng xe thùng khép kín, được khi đưa rác lên xe thùng thì cũng có phun khử khuẩn bằng chloramin, sau đó đưa về tại nhà xử lý rác của bệnh viện. Thì tại đây thì rác phải được cho vào máy hấp ướt, khử khuẩn ở nhiệt độ 135 độ C. Sau đó thì là khoảng 1 tiếng thì là được chuyển qua máy nghiền, rác sẽ được nghiền nhỏ và được xử lý cũng giống như các cái rác thải thông thường của bệnh viện. Bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị chức năng, các địa phương trong huyện tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, nhất là những người thực hiện cách ly y tế, tiếp tục tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế về chăm sóc sức khỏe, chủ trọng thực hiện quy định 5K, sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng cách để ngăn chặn các nguy cơ phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người.
đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Mưa lớn trong những ngày qua đã làm cho nước sông Phú Hòa dâng cao chảy xiết. Đoạn hai bên bờ sông qua xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy bị sạt lở nghiêm trọng. Bờ sông Phú Hòa đoạn qua xã Phú Thủy bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 150 m. Riêng đoạn chảy qua thôn Phú Hòa, bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, làm đổ sập cổng đường vào nhà, sân của gia đình ông Đoàn Văn Túy. Điểm sạt lở sâu 2-3 m và chỉ còn cách nhà ở khoảng 4 m. Hiện chính quyền địa phương đã kiểm tra, nắm tình hình và chuẩn bị phương án vận động người dân tạm thời di rời đến nơi an toàn. Do ảnh hưởng của bão số 5, những ngày qua tại huyện Lệ Thủy liên tiếp có mưa lớn khiến nước sông Kiến Giang dâng cao, nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước. Được diễn biến mưa lớn trong nhiều ngày qua, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn huyện bị ách tắc vì nước dâng cao, nhất là đường từ Kiến Giang đi Lộc Thủy, đường 30 nối từ xã Phong Thủy đến quốc lộ 1A ngã ba Chợ Cưỡi. Đồng thời nước sông Kiến Giang dâng cao, trạm thủy văn Lệ Thủy đo được vượt mức báo động 1 là 53 cm. Người dân cần chú ý khi qua lại các tuyến đường ngập nước để đảm bảo an toàn. Thời điểm này, cùng với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bà con nông dân thị xã Ba Đồn đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ đàn gia súc trước mùa mưa lũ đang đến gần. Theo đó, bà con nông dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn đang tích cực thực hiện các biện pháp như phơi khô rơm rạ để dự trữ nguồn thức ăn cho gia súc khi mùa mưa lũ về, đồng thời chủ động xây dựng chuồng trại kiên cố cho đàn gia súc. Việc chủ động bảo vệ đàn gia súc trước mùa mưa lũ được bà con thực hiện hàng năm vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 âm lịch nhằm bảo vệ, hạn chế thiệt hại về tài sản của bà con trong mùa mưa lũ.